Để mở đầu chương trình là bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Bài này Đức Thầy viết tại Hòa Hảo, tháng 6 năm Kỷ Mão. Nam mô A Di Đà Phật, trần thế lợi danh giấc mộng tràn, đời cùng tiên Phật hạ phàm gian. Hỡi ai tâm trí mau tầm đạo, tầm đấng hiền từ cứu thế gian. Khắp trong ba tánh kề cảnh khổ, đạo đức hiền lành kiến tiền bàn, thiên địa minh dĩ đạo tràng, thập bát chư hầu lụy há khang. Đạo lý tầm sâu sâu chẳng càng, đời cùng ly loạn khắp chư bang. Thương hại tàn điền ác chẳng yên, thiên địa diệt gian dĩ thiện duyên. Cơ thâm quả diệt từ đây có, bộ mãi thiên cơ ác nghi đạo quyền. Tuất khởi nhị niên giai tiền đình, quần lai thượng cổ mới bình này. Vốn mi thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc lầm than, khuyên trong lễ thư mau mau tình. Mà đời lầm lạc lắm đời ơi, đạo đức nhút nhơ mà sao đặng, tỉnh giấc mau mau mới kịp thời. Bi đồng từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh Nam Bắc lụy tuôn rơi.
Kim Sơn xem thấy lòng tha thiết, mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Nam Việt cuối lòn dài dăm giặc, nhưng ấy chẳng qua tại lẽ trời. Đạo hành quyền cơ khuyên đó kim, chẳng vậy sau này khó thánh thời. Cổ ngữ hằng ghi thầm khổ đau, tận diệt nhân gian trực tiến khoa. Lão già hậu quý nhân âu già, ly kỳ thiên định dĩ thiền làng. Tây phương trở gót nghi quá xa đàn, Nam Kỳ lại An Giang. Đói thấy xóm làng thêm bất chan, yêu đời mê muội luôn bầm gan. Thiên trước tòa sen chỗ ngồi, xuống trần chẳng dùng chúng cao ngôi. Khắp trong sáu tình toàn giả dối, xá phương tăng sư tạo việc tôi. Thiên cơ thế giới đã biến chuyển, từ rài trần hạ lời danh trôi. Tu hành giả dối khuyên khá đổi, trai đàn cũng nên thôi. Nam mô A Di Đà Phật.